Chào các bạn, hôm nay khá là đặc biệt khi mà mình sẽ phối hợp mô hình Assassin Red ha. Đây là mô hình Assassin trong phiên bản game Origin. Thì nếu bạn nào đã từng chơi game này chắc sẽ không xa lạ gì đâu nha. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ là mô hình Assassin có một con đại bàng đậu trên tay và cầm một cây cung khá là dài, rất là đẹp, đạp trên một phiến đá ha. Giờ chúng ta sẽ khui ra cái hộp này. Trong lúc mà vận chuyển từ nước ngoài về thì nó đã khá là bầm dập rồi, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng gì tới mô hình bên trong của chúng ta đâu. Bây giờ mở ra xem nó như thế nào. Chất liệu mô hình là nhựa PVC nha các bạn. Từ góc độ này nhìn thấy thì mình có thể thấy rõ ràng là đại bàng, Assassin và cái đế đều là dính chung một khối, chỉ có cây cung là rời thôi. Giờ mở ra xem nha. Đúng như mình dự đoán thì mô hình Assassin, đại bàng và cái đế nó dính chung một khối như thế này, không phải tháo rời ha. Cả cái kiếm cũng như vậy, chỉ có cây cung là rời không nha các bạn. Tôi nghĩ là chỉ cầm ở trên tay như vậy thôi, không có làm thêm gì hết. Đây không phải là một mô hình gì đặc biệt, nhưng nếu bạn nào đam mê phiên bản Assassin Origin á, thì chúng ta có thể sưu tầm nó về để trong tủ nha. Một vài mô hình Assassin mà để kế nhau thì cũng rất là đặc biệt đó, nhưng mà sẽ không có bỏ mắt bằng vài mô hình gái của mình đâu nha. Này, con đại bàng được làm rất đẹp và chi tiết sắc nét nha, nhất là cái phần sải cánh này đưa ra rất là độc đáo, rất là đẹp nha các bạn. Chi tiết sắc nét, coi cả một cái khiên ở sau lưng như thế này, phần đại bàng cũng được làm rất là đẹp nữa đó. Đấy, rất là đẹp, nhìn thôi là không dám đụng vô rồi. Đấy, nhất là phần khuôn mặt đây này nha. Đấy, khuôn mặt đấy, mũi cao đẹp chưa, thì ở nhân vật mô hình Assassin này thì mình cũng không có gì để review nhiều cho lắm, tại vì đây là một mô hình có như thế này, không có bất kỳ đặc biệt gì thêm, chủ yếu là để trưng bày là đẹp nhé. Đấy, nên video thì cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Nếu bạn nào có cùng sở thích sưu tầm mô hình với mình thì nhấn like và theo dõi trang của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.